Xin chào các bạn, mình là Hưng đây. Mình Hậu Trôn đây. Yeah, ngày mới chúc tất cả mọi người vui vẻ nha. Thì các bạn ơi, đây cũng sắp đến mùa hè rồi. Chỗ mình cũng nắng nóng lắm các bạn ạ. Thì hôm nay bọn mình sẽ làm một clip để khơi dậy lại cái mùa hè các bạn nhá. Đấy, hôm nay anh em chúng mình sẽ làm một cái bể bơi siêu to khổng lồ các bạn ạ, để tắm cho nó mát các bạn nhá, và chơi các trò chơi ở dưới nước các bạn ạ. Đấy, Hậu hiểu không? Hiểu. Thì clip hôm nay của mình sẽ rất chi là vất vả và dài ngày các bạn ạ, rất chi là mệt, nên là mình rất chi là mong các bạn ủng hộ mình bằng cách like và chia sẻ video này cho nhiều bạn cùng xem các bạn nhá. Đấy, thì bây giờ anh em chúng mình sẽ không luyên thuyên nữa, anh em mình sẽ đi đào cái bể siêu to khổng lồ để chơi những trò chơi dưới nước các bạn nhá. Đấy, yeah, đi thôi Hậu, đi. Let's go. Thì các bạn ơi, đây là dụng cụ để cho mình hôm nay sẽ làm các bạn nhá. Đấy, hai cái xẻng và hai cuốc chim. Đấy, đây cuốc chim bằng em mình nữa các bạn nhá, và đóng cọc và xe ruồi để chở đất các bạn ạ. Đúng rồi. Cái bể này khá là to ấy Hậu ạ. Không sợ. Sao? Đấy, clip này sẽ rất chi là vất vả. Rồi, thì bây giờ đi đóng cọc đã, để làm hình thành cái bể đã. Ok. Đấy, còn bây giờ mình sẽ đi đóng cọc nhá. Đây. Máy rồi, từ cọc kia rồi này. Cái này có phải rộng 3 mét đấy. Các bạn ơi, bây giờ bọn mình sẽ bắt đầu đào các bạn nhá. Đấy, đào ra đi. Đấy, cái bể siêu to khổng lồ này của mình đào các bạn ạ, phải hơn 6 ngày các bạn nhá. Đấy, cuối cùng thì cũng xong rồi các bạn ạ. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi may bạt các bạn nhá. Đấy, mình sẽ đi may cái phông bạt để mình giải như thế này các bạn ạ. Sau đó mình sẽ làm cái bể siêu to khổng lồ các bạn nhá. Đấy, thì cái bể này mình sẽ làm rất chi là nhiều clip ở đây các bạn ạ. Đó, thì clip này thằng em mình vất vả nhất các bạn nhá. Đấy, đào mà có phải đào nhiều hơn mình các bạn ạ. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đi mua bạt này để về mình giải ra đây các bạn nhá. Sau đó mình sẽ bơm nó sạch lên nó thành cái bể các bạn nhá. Đấy, cái bể này sẽ làm rất chi nhiều clip, rất mong các bạn ủng hộ cho anh em mình các bạn nhá. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đi mua bạt các bạn nhá. Let's go. Các bạn ơi, mình đã mua bạt về rồi các bạn nhá. Thì bây giờ mình sẽ giải bạt xuống dưới này, sau đó mình sẽ bơm nước các bạn nhá. Đấy, rộng lắm các bạn ạ, thoải mái luôn. Đấy các bạn ơi, bây giờ mình sẽ về bơm nước các bạn nhá. Đấy các bạn ơi, tiếp đây nhá. Các bạn ơi, mình đang cân chỉnh cho nó đều các bạn nhé. Các bạn để bơm nước vào ạ. Đó, thoải mái luôn các bạn thấy chưa.
chờ bơm nước đầy, mình sẽ tắm ở đây các bạn nha. Yeah. Bắt đầu các bạn. Yeah. Đấy các bạn ơi, hồ nước của mình đầy các bạn nhá. Hậu, nhảy nhá. Nhảy đi. Ui, không gặp đầu à? Không gặp đầu các bạn ạ. Ôi. Đấy, các bạn thấy chưa? Tại mình cao quá các bạn ạ, mình cao. Mát không Hậu? Hả? Mát không? Lạnh, mặt nó lạnh luôn. Mặt lạnh luôn đúng không? Đấy. Ui. Ua, các bạn thấy chưa? Đấy. Ui giời. Ua. Đấy. Ê, các bạn ạ. Đấy, hồ bơi khổng lồ mình, anh em mình đã làm các bạn chưa? Đấy, các bạn chưa? Nó chi là mát luôn. Không, nhảy mát lên nè. Nhảy luôn nhá. Nhảy luôn đi, bơi lên xem nào. Ui. Đấy, không gặp đầu các bạn ạ. Rồi, giờ đến lượt mình nhảy các bạn nhá. Ủa, lạnh ghê. Ủa, lạnh dã man các bạn ạ. Mắc quá các bạn ơi. Đã rồi, đã rồi. Ủa, phê vãi trưởng luôn các bạn ạ. Phê các bạn ơi. Ủa, mùa hè quá này tấm thật. Đấy, các bạn thấy cái hồ bơi của anh em mình to không? Rất chi là cao luôn các bạn ạ. Đấy các bạn thấy chưa? Lạnh, lạnh lắm các bạn ạ. Mùa hè có cái bể bơi này tắm thích lắm các bạn ạ. Nước này uống được luôn đấy. Tắm vào cái bể này mà khát nước uống được luôn các bạn ạ. Nước này nước sạch lắm. Đấy, các bạn thấy chưa? Ui. Ui. Đạo bác ạ không? Đấy. Mau quá. Ui. Bát bát ma luôn các bạn ơi. Hậu hướng Hậu ơi. Bát mình đi. Ngạc lắm. Nước quá ngọt nhỉ. Nước quá ngọt nhỉ. Nước quá ngọt nhỉ. Nước quá ngọt nhỉ. Đấy. Đấy, cái hồ bơi mình tự làm bạn nhé. Đấy, các bạn có thể tự làm hồ bơi các bạn nhé. Đã rồi Hậu nhỉ. Đã thế. Đây ạ, ở đây thoải mái. Ừ. Anh em mình chung được không? Đi bơi nhá. Đi bơi, đi bơi. Đi bơi á? Ok. Đi bơi đi. Ừ, đi bơi nhá. Anh được đấu chơi đi ra cho anh nhá. Ok. Em sẽ chơi một trò chơi đó, mình chinh phục bạn nhá. Ai thì quên nhất thì thắng bạn nhá. Rồi. Nào, bây giờ bọn mình sẽ bắt đầu thi bạn nhá. Nào, 1, 2, 3. Rồi, một, hai, ba. Ai chưa? Thường chưa. Mình chưa đâu nha. Mình thắng các bạn nha. Đấy, hộp ở bơi đi đấy. Bơi gì? Hơi gì đẳng cấp hơn. Bây giờ mình sẽ bơi về mặt nước lại nhá. Ok. Bơi vào ngôi. Tôi đang chưa được thắng các bạn. Đó là bơi anh chưa tại đây các bạn luôn. Ok,
hả? À, tôi đã nghỉ ngơi tí nữa. Rồi, 1, 2, 3. Chân chân ra, chân chân đầu đây. Mình cả hai vòng chi được thắng ạ. Khỏe quá. Đã ai ạ? Đã ai? Đã. Thoải mái luôn nhỉ? Thoải mái. Đó. Này không mất tiền đâu, hồi bơi các bạn ạ. Đấy. Thôi chạy vườn là mình luôn các bạn nhé. Đó. Thì còn ít quả em mình xin chia sẻ đây các bạn nhé. Đấy, xin chào lại mình cho các đích thư nhé. Bye bye. Các bạn nhớ ấn like, subscribe YouTube nhá. Nhớ subscribe YouTube của mình đấy. Nhớ subscribe. Vâng, nhớ subscribe kênh YouTube của mình. Các bạn nhớ subscribe kênh YouTube của mình nha. Nhớ đăng ký kênh YouTube của mình. Cảm ơn tất cả các bạn.